Mẫu loa tép chống cháy dòng đắt 600.000 một đôi. Đây là của 250-500 nhập khẩu xịn. Khung gỗ đời mới, cực đẹp. Chuẩn chống cháy 100%, nét gấp 3 lần tép bình thường. Đây là một cái dòng loa tép cực đắt, 500 nhập khẩu, hàng Trung ương Trung Quốc. Sản xuất khung gỗ và các phụ kiện khác. Địa chỉ là Phạc Ngân Sơn, Bắc Cạn. Trang bị chống cháy 100%. 600.000 một đôi, dây dài 1 mét rồi. Về đấu đi loa, đi âm đi, đi cục đẩy. Có hai màu cho anh em lựa chọn, màu đen và màu gỗ. Đỉnh nha, loại này có thể dùng cho các loại âm ly, các loại cục đẩy, các loại bát từ 20 đến 50. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm. Số điện thoại trên màn ảnh, 600k một cặp. Karaoke phá thoải mái vì đây là tép chuẩn chống cháy 100% nha các bạn nhé. Anh em muốn mua được những cặp tép chuẩn xứng đáng với đồng tiền thì liên hệ với kênh của Lưu Bắc Cạn, YouTube điện tử Phượng Lưu, loa tép chống cháy tốt nhất thế giới. Phễu này là 12 x 12, chiều cao 16 phân. Đây là củ 250, từ 8 x 2,5. 600k một cặp, bao ship rồi. Anh em về test, kiểm thử, ok, đúng như quảng cáo thì thanh toán, ok.